Xin chào toàn thể các bác nhá. Có mỗi vài cái xe mà bán mãi không hết. Hôm nay thì không biết phải làm về chủ đề gì thì em lên một cái báo giá tổng hợp tất cả sản phẩm mà đang được chào bán tại salon Tô Hùng Bách. Hôm nay thì em sẽ tư vấn cho các bác về tất cả những cái mẫu xe mà đang được chào bán tại đây. Mấy ngày hôm nay thì nhà em xe về cũng nhiều mà bán đi cũng nhanh. Chính vì thế các bác thấy này, cứ từ hôm trước đến hôm sau thì cái số lượng xe ở trong này nó đã có sự xáo trộn và thay đổi. Có lúc thì ở tại cái vị trí này chật hết, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu là nó lại thoáng thoáng ra rồi. Hôm nay xe mới về thì không có, có một số chiếc thì chốt ở xa, đang trên đường về nên nó cũng đang chưa có mặt ở tại vị trí này. Em sẽ lên một cái báo giá coi như là tư vấn tất cả những cái mẫu xe còn tại salon Tô Tùng Bách. Ở đây thì một số chiếc xe là cũng đã có cọc rồi, chứ không phải là tất cả những chiếc xe ở đây thì đều được đang được trong cái trạng thái chào bán. Ví dụ chẳng hạn như chiếc xe này là cọc rồi này, khách hàng Nghệ An này các bác này, con MG ZS Com này là một này, mới lại hai con MG HS, một con đỏ một con trắng ở vị trí trong kia, mới lại chiếc xe gì nữa ta, để em xem nào. Hình như là nếu mà xe có cọc chỉ có ba con xe MG ở dưới này là có cọc thôi, còn tất cả những chiếc xe ở đây thì đều được đang trong cái trạng thái là chào bán. Thì bây giờ em bắt đầu sẽ tư vấn cho các bác từ những chiếc xe phân khúc hạng A trước. Hạng A thì bây giờ hiện tại là chỉ còn duy nhất một chiếc xe VinFast Fadin. Đây, con màu xanh Kavansai để tại vị trí này. Con này là bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2021 nhưng mà xe đã lên rất là nhiều đồ chơi. Con này thứ nhất là lên cảm biến áp suất lốp này, thứ hai là lên màn hình này, thứ ba là lên cam hành trình và cam lùi. Nói chung các bác mua con xe này về chỉ việc sẵn sử dụng, không phải làm thêm bất cứ một cái thứ gì. Xe thì chạy 24.000 km, mọi chi tiết bên trong xe thì mới tinh. Nội thất nhựa thì hoàn toàn không có xước sát. Con xe này rất là mới, chị vào sát trong này xong là chị quay qua cho mọi người cùng được xem. Đây, giá chào bán của salon Tô Hùng Bách đối với lại cái sản phẩm này là 350 triệu đồng. Nếu mà các bác thích một cái chiếc xe đi phố này, chạy loanh quanh, bảo hành dài, đời cao, thì các bác có thể chọn VinFast Fadin thay vì các bác chọn một chiếc xe Hyundai i10 hay một con xe, con đấy là con Kia Morning. Nhà em thì còn một con Toyota Wigo nữa, nhưng mà hiện tại là bây giờ đang không có vị trí này. Em đang đưa nó đi dọn vệ sinh cái khoang động cơ và vệ sinh nội thất. Hôm trước thì em đã lên một cái video thì đã giới thiệu qua về chiếc xe đó rồi. Con đó 2021 cùng đời với con này, nhưng mà nó đi được 1,3 vạn. Giá chào bán của con xe đấy là 380 triệu đồng. Vẫn cứ đắt hơn con VinFast Fadin. Fadin là một cái chiếc xe mà có cái chấm, coi như là chấm lớn nhất phân khúc nhưng mà lại giá rẻ nhất phân khúc. Động cơ 1.4 nhưng mà giá bây giờ chỉ có loanh quanh, coi như là chào bán 350. Còn nếu mà bác nào mà thiện chí cứ alo cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Xe thì bao lỗi, bảo hành. Nếu mà xe động cơ đốt trong của VinFast thì bây giờ được bảo hành nâng lên là 10 năm và 18 vạn km. Nên các bác mua những cái sản phẩm này thì cực kỳ là yên tâm. Phân khúc hạng A hiện tại thì chỉ còn duy nhất một chiếc này là có mặt ở tại vị trí salon. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu sang các chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Hạng B thì hiện tại salon Tô Hùng Bách còn một chiếc này, hai chiếc này, ba chiếc này, bốn chiếc này và một chiếc Amera ở vị trí phía bên kia. Cái con xe này thì đúng ra cách đây đúng tròn 10 ngày nó đã có một cái cọc rồi, tức là có một khách hàng nhận cọc cái chiếc xe này rồi. Xong sau đó vì một cái lý do, nói chung lý do cá nhân hoặc là một cái lý do gia đình, khách hàng cũng đã đến xem xe, check xe, nói chung không thể chê được một cái điều gì về cái chiếc xe này. Đến ngày hôm nay thì khách hàng có một cái lý do coi như là bất khả kháng, nên cũng sáng nay vừa mới xin lại cọc, em thì lại tiếp tục rơi vào cái trạng thái coi như là chào bán tiếp. Con này là Vios G sản xuất năm 2018, model cũ, mẫu cũ, tức là đầu năm 2018. Nhưng mà chất xe thì nói chung là đẹp đừng hỏi, bởi vì con xe này nó đi chỉ có 1,6 vạn km. Đối với những chiếc xe đẹp này thì không tiếc gì bỏ ra thêm 5-10 triệu, 15 triệu này để các bác sở hữu. Bởi vì mua một con xe chợ gọi là xe thị trường chung, nó rơi vào loanh quanh khoảng bây giờ nó cũng phải trên 400 thì các bác có thể sở hữu được, ít nhất là phải 44-45. Nhưng mà xe có thể nó đi nhiều, đi 4, 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn và có thể 10 vạn và hơn chục vạn. Nhưng con xe này 1 vạn 6 này, 1 vạn 6 thì nó sẽ được những cái gì? Thứ nhất là 4 quả lốp theo xe, độ mòn thì gần như chưa được thể hiện. Nói chung là nó còn dày và đẹp khoảng trên 90%. Cả 4 quả lốp này là lốp theo xe và đi cùng với nó là các chi tiết nội thất. Các bác nhìn xem này, một cái chiếc xe mà mới như này, đẹp như này, lịch sử hãng này, lịch nhắc thay dầu vẫn còn đầy đủ, không thiếu bất cứ một chi tiết nào. Con này thì em bao và cam kết cho các bác này, bảo hành luôn, hoàn toàn không có động chạm gì cả. Chị quay vào đây này, những cái chi tiết này, những cái chi tiết này đấy, đấy, từ ghế này cho đến vô lăng này, tay nắm số và tất cả các chi tiết bên trong xe thì nó mới tinh và mới rực rỡ đấy. Các bác nhìn xem, không có bất cứ một cái chi tiết nào có cái dấu hiệu bị hao mòn, rất là đẹp đó. Con xe này thì đang được chào bán tại salon Tô Hùng Bách là 475 triệu đồng. Có thể là nó cao hơn một chút so với lại những chiếc xe đi nhiều, nhưng các bác phải hiểu giá trị của những chiếc xe đi ít. Em đi mua xe cũng vậy,
kể cả là cao hơn một chút này, nhưng mà xe đẹp xe đi ít thì em vẫn cứ mua, bởi vì cái giá trị, tức là cái chất lượng sản phẩm thì nó bao giờ cũng hơn những chiếc xe đi nhiều. Ô tô càng đi nhiều thì khấu hao phụ tùng càng lớn, nên xe đi ít bao giờ cũng có giá hơn xe đi nhiều. Đằng sau chiếc Vios thì em sẽ giới thiệu sang cho các bác một chiếc xe, con này là con Kia Soluto. Con này là bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2019, chiếc xe này chạy loanh quanh khoảng 4 vạn km, hình như chưa tới 4 vạn, vẫn là lốp theo xe. 4 quả lốp này vẫn là lốp theo xe. Tình trạng còn khoảng, ví dụ như lốp sau này thì cứ mạnh dạn em báo là khoảng tầm 90%, nhưng mà hai quả lốp trước là lốp lái, lốp dẫn hướng này, độ mòn của nó sẽ thể hiện nhiều hơn, nó còn khoảng trên 80%, nói chung là còn rất là dày các bác, cả 4 quả lốp này luôn. Lốp thì đều là date năm 2019. Đây là phiên bản tiêu chuẩn, giá chào bán thôi nha các bác nhá. Đây là giá mong muốn. Giá mong muốn của chiếc xe này là 405 triệu đồng. Còn bác nào mà thiện chí cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Ở phân khúc sedan hạng B thì đây là một cái mẫu xe đời cao mà có giá thành lại rẻ nhất, mang thương hiệu của Kia. Kia thì là những cái sản phẩm rất là bền này, tiết kiệm nhiên liệu này. Nói chung con xe này nó rất là phù hợp với các bác nào mà thích tiết kiệm nhiên liệu và chạy dịch vụ. Sử dụng gia đình cũng ok mà chạy dịch vụ thì lại càng tuyệt vời. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó kết hợp, đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu do nhà sản xuất đưa ra, 6,1 này là kết hợp này, trong đô thị là 7,4 này, còn ngoài đô thị là 5,3, nhưng mà trên thực tế thì các bác có phải bỏ thêm khoảng 1,5 đến 2 lít nữa cộng vào cho cung đường hỗn hợp, bởi vì chúng ta đi ngoài đường thực tế là còn dừng đỗ đèn xanh đèn đỏ này, tắc đường. Chị quay qua cái nội thất để cho mọi người cùng được xem. Nhà em lấy xe thì chọn rất là kỹ, tuyển rất là kỹ, ngoại thất đẹp này, nội thất nó phải đẹp. Đây, xe lướt thì bao giờ cũng vậy, đẹp từ da ghế cho đến vô lăng, tay nắm số và tất cả các chi tiết nội thất ở bên trong xe. Chị căn nét vào một tí nhé. Đấy, nhìn nó mới rõ. Bản này là bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2019. Ở cái tầm tiền loanh quanh 400 triệu mà xe đời cao, số tự động thì không có một cái mẫu xe nào. Đấy, ngoài cái mẫu xe Kia Soluto này, Soluto này vừa tiết kiệm xăng này, vừa bền này, đẹp thì chắc là mỗi người một mắt. Nếu mà ở cái cửa tiền loanh quanh 400 triệu thì em thấy nó đẹp, nhưng mà ví dụ như em có 800 triệu thì em lại thấy con xe này nó bình thường. Đấy, nên lựa, người ta gọi là lựa cơm gắp mắm à. Đấy, tức là chúng ta có tiền ở cái tầm nào thì chúng ta sẽ mơ ước ở cái tầm đó, tức là mây tầng nào thì gió tầng đó. Ở bên này thì em có một chiếc xe, con này là con Hyundai Accent, số sàn bản đủ, sản xuất năm 2019, màu trắng. Chiếc xe này thì về salon Tuồng Bách được khoảng đôi tuần rồi, nó chạy 6 vạn km và còn hai lốp theo xe. Em sẽ tả xe rất là kỹ các bạn. Đấy, keo chỉ zin, kính zin, động cơ zin, hộp số zin. Con này thì nội thất được bọc da rồi. Giá chào bán của salon Tuồng Bách đối với lại cái sản phẩm này, con này thì em sẽ chào bán cho các bác là 405 triệu đồng. Giá chào bán thì chỉ là cái giá mong muốn của salon thôi, còn các bác mua thì các bác vẫn có thể thương lượng này, các bác vẫn có thể mặc cả chứ không phải là không. Đấy, bắt đầu quan tâm thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Cái chiếc xe này là số sàn bản đủ, sản xuất năm 2019, chạy 6 vạn km. Hiện tại là còn hai quả lốp theo xe, hai quả lốp đã thay rồi. Phía trước em có một chiếc xe màu đỏ, nhìn màu đỏ nó rất là thời trang, trông thì cực kỳ là bắt mắt. Đó, các bác biết chiếc xe gì không? Em không hiểu, đang không hiểu chiếc xe này nó là thuộc phân khúc sedan hạng B hay là hạng C. Đấy, con này là con MG5, dáng thì dáng thể thao, dáng coupe, nhưng mà giá tiền thì lại là giá tiền của những chiếc xe hạng B, bởi vì con này lăn bánh, bản này bản luxury sản xuất năm 2022. Lăn bánh mới thì nó chỉ có loanh quanh 650 triệu đồng đến 660 triệu đồng, đấy, cả bảo hiểm. Thế nhưng mà bây giờ thì giá của nó sẽ êm và hợp lý hơn rất là nhiều. Nếu các bác mua những mẫu xe lướt như này thì bây giờ em đang chào bán ra cho các bác chỉ có 570 triệu đồng. Con này là 6 túi khí đi cùng với cửa sổ trời toàn cảnh, năm sản xuất là 2022. Con này thì không biết là nó thuộc hạng C hay là hạng B, bởi vì giá là giá của hạng B, nhưng mà cái hình thức này thì đúng là nó không phải B một tí nào, kể cả các trang thiết bị. Hạng B thì không thể trang bị được cái cửa sổ trời. À không, Hyundai Accent thì đúng nó cũng có cửa sổ trời, nhưng cái dáng dấp của nó này, mới lại ở bên trong xe con này nó còn có cả phanh điện tử, nội thất thì phun ra. Một cái thiết kế mới thì cực kỳ là thể thao, từ nội thất cho đến ngoại thất. Con này đi xe thì không ai bảo là xe giá rẻ cả. Màu này là cái màu đỏ giống như màu đỏ của CX-5, đỏ pha lê. Đỏ này là đỏ thay đổi theo cường độ chiếu sáng, tức là ở trong cái ánh điện này một khác này, trong tối một khác và ra ngoài nắng một khác. Ra ngoài nắng màu nó sẽ tươi hơn. Cái này là đỏ thời trang các bạn, mang biển kiểm soát Huế. Con xe này thì đi được 1 vạn 3.000 km và cam kết không lỗi nhỏ. Giá chào bán của salon Tuồng Bách đối với lại cái sản phẩm này, bây giờ em sẽ chào bán cho các bác cái chiếc xe này, nó rơi vào là 570 triệu đồng. Xe đi 1 vạn 3. Bản này là bản luxury các bác nhé.
Nếu mà các bác mua chiếc xe này thì bây giờ nó đã rẻ được hơn khoảng 7-80 triệu đồng rồi, trên những cái mẫu xe mà vừa mới ra khỏi đại lý này. Mà cái mẫu xe phổ thông có giá lăn bánh mới loanh quanh khoảng tầm 5-600 giống như chiếc xe này, thì nó khấu hao đi khoảng 7-80 là một số tiền coi như đáng kể rồi, chứ đừng mong là nó khấu hao tiền trăm. Đây, ở bên này thì em lại tiếp tục có một chiếc xe Hyundai Accent. Con này cũng số sàn nhưng mà bản tiêu chuẩn. Con này chạy zin là 4 vạn km, 4 lốp theo xe, nội thất bên trong thì mới rực rỡ và mới xuất sắc. Con này em mua vì cái đẹp, mua vì cái chất xe nên cái giá thành của nó cũng tương đối là gọi là bướng. Đấy. Con này giá chào bán của nó là bao nhiêu tiền chị Anh nhỉ? 399 triệu. 399 triệu cho cái sản phẩm này. Đấy. Coi như là chạm giá bản đủ. Nhưng mà cái chất xe của nó thì phải nói khẳng định luôn là đẹp tuyệt vời. Con này giá hơi bướng một tí nhưng mà mua vì cái chất thôi. Bởi vì thực sự là trên thị trường bây giờ cùng đời cùng phiên bản nó cũng vô cùng giá. Xe lỗi một tí, xe đi nhiều một tí, giá thành nó cũng khác, cũng có thể nó cạnh tranh hơn về giá. Nhưng nhà em sẽ cạnh tranh về chất lượng sản phẩm. Có thể là chiếc xe 308 này nó chạy nhiều hoặc là nó bị va quẹt nhẹ này, thì cảm giác như cái giá của nó mềm mại và nó rẻ hơn. 307 cũng có các bác nhá. Nhưng mà trên thực tế về cái chất lượng sản phẩm ấy thì cái chiếc xe 309 này nó là một con xe đi 4 vạn zin mà phải nói là nó đẹp từ đầu đến đuôi, không có bất cứ một cái vấn đề chê. Các bác mua con xe 307 mà đi nhiều về thay thế phụ tùng vào không bao giờ gọi là đẹp zin nguyên bản, đi sướng giống như cái con xe mà các bác mua đắt ngay từ đầu. Con này thì được trang bị thêm mỗi cái này thôi. Cái này là cái bộ đèn bi ở trên pha để tăng cường chiếu sáng cho xe khi đi ban đêm. Đấy. Giá chào bán là 399 triệu đồng, đấy là giá mong muốn. Còn bác nào mà quan tâm cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Tiếp tục sang đến bên này. Sang đây bên này xem nào. Nhìn ra ngoài cửa xem có cái gì không. Ngoài cửa thì chỉ có duy nhất ở đây là có một cái chiếc xe bán thôi, còn tất cả là cái chiếc xe của nhà đi. Con này là cái con xe em đang đi đây các bác này. Con này là con mẹ GLK300, sản xuất năm 2012 nhưng model 2013. Chiếc xe này thì phải nói khẳng định luôn là đẹp xuất sắc. Em mua về đi thì toàn chọn lựa những chiếc xe đẹp thôi, đẹp hơn những chiếc xe cùng độ tuổi. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là 2012 thì bây giờ nhiều chiếc xe cái nội thất của nó sẽ có cái sự nhàu nhĩ hay là xuống cấp này. Nhưng mà con xe này nội thất của nó mới tinh, nội thất đẹp cực kỳ. Chính vì cái nội thất đẹp, máy zin, số zin, tất cả các trạng thái hoạt động của nó hoàn hảo nên em mới mua. Con này biển vẫn chưa sang tên một lần nào. Chạy zin chuẩn của nó là 84.000 mai. Bây giờ em đi lên được 84.000 mai rồi. Em vừa bảo dưỡng thay thế một số đồ, nói chung tốn kém vào đây một mớ tiền rồi. Cái này là vì đam mê thôi các bạn, chứ không phải là vì kinh tế hay là vì kinh doanh. Bởi vì nếu mà kinh doanh mà đi coi như là dọn dẹp hay là chăm lại một cái xe mất khoảng 50 triệu ấy thì coi như là mất lãi rồi, còn lỗ ấy. Bây giờ mà em bán con xe này thì cũng không biết là lỗ bao nhiêu tiền. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đi đang trong trạng thái sướng nên xác định là thôi. Bác nào mà thiện chí thì cứ trao đổi, hoặc là ví dụ chẳng hạn như là nói chung là để trao đổi xem là cái giá cả nếu mà nó vừa hoặc là em cảm thấy ok thì em bán. Chứ còn bây giờ nếu mà xác định bán là chắc là phải lỗ rồi, bởi vì con xe này là em sửa có nghĩa thay hết toàn bộ phụ tùng gầm các bác nhá, từ giảm sóc này cho đến rô tuyên này cho đến cao su này, xong sau đó là thay cái gioăng nọ gioăng kia, nói chung em làm hết những cái gì cần làm. Bác nào mà bây giờ mua về chỉ việc đi thôi. Tưởng là cầm cái chìa khóa đây định ra mở cho mọi người xem, ngó qua về cái nội thất của con xe này. Thế nhưng mà hiện tại là em lại đang không cầm chìa khóa tại vị trí này. Để em chạy vào đây khoe tí. Lấy cái chìa khóa của con xe mẹ. Đây rồi. Ok đây rồi. Con mẹ này của em thì nó là model 2013. Tức là nó đã lên model mới này, ngoại thất nó khác so với những chiếc xe 2012. Và hiện tại là nó đã lên cái cần số điện tử, tức là số ở trên vô lăng. Đấy, nội thất thì có nhiều chi tiết đẹp hơn xe 2012. Con này thì bây giờ cái giá em chào bán ra là 680. Đây, sản xuất 12 nhưng model 13. Các bác nhìn cái nội thất này xem nó có ngay ngắn hay không, nó có đẹp hay không. Từ da ghế này cho đến da vô lăng này. Đấy, tất cả các chi tiết nhựa nội thất bên trong xe. Phải nói khẳng định luôn con xe này nó quá là đẹp, không có một cái điểm gì để mà chê. Nếu mà 2012 mà được như này nó là một cái siêu phẩm. Ví dụ chẳng hạn như là xe đời cao mà nội thất đẹp như này thì hoàn toàn bình thường. Nhưng đây là một chiếc xe đời sâu. Chị căn nét vào nhé. Đấy, ví dụ căn nét vào cái da vô lăng này hay là cái da ghế này, và đưa chậm chậm thôi, đưa tay chậm chậm thôi để mọi người còn liếc mắt nhìn theo. Đấy, xe thì giữ đủ nguyên hai chìa khóa này, sách hướng dẫn, sổ bảo hành, nói chung là tuốt tần tuột. Đây cho em mượn. Đây xong chị đợi hộ em. Đây. Đây các bác nhìn này. Này. Đây. Mép ghế này, lòng ghế này, da ghế này, da ghế zin này, hoàn toàn không phục chế này các bác nhìn xem. Chất lượng chưa, nó cực kỳ mới. Thứ nhất nó không nhăn, không trùng, không nhầu.
bề mặt nó rất là căng. Đây, nội thất của em xe này thì khẳng định luôn nó là đẹp xuất sắc. Bây giờ gầm bệ cái thứ em làm đi như xe mới. Con này không có một cái vấn đề gì hay một cái điểm gì để mà chê nữa. Đây các bác nhìn xem, nó ngay ngắn và nó đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt trần luôn. Con này thì nó đẹp từ các chi tiết da cho đến các chi tiết nhựa. Đây là mở ra khoe một tí thôi. Đây, cụm công tắc phím này, các bác nhìn xem. Con này là GLK300, động cơ V6 3.0, 3.0 nhưng mà cũng không tiêu tốn nhiều nhiên liệu đâu. Đây, các bác nhìn ra vô lăng đẹp không? Ra vô lăng zin, chuẩn chưa? Xe này không phải là chất xe đi nhiều, bởi vì cái nội thất của nó còn rất là ngay ngắn, nói chung là giữ zin. Bây giờ thì lại tiếp tục vào với lại cái số xe ở trong kia. À, quay ngang sang bên này, để em nói qua con này chị đứng đây. Ở đây thì em có một con xe MG nữa các bác này. Con này nó cũng khá bẩn, nó cũng còn những cái vết xước. Con này thì nó mới về, chưa dọn dẹp gì cả nên đang để nó ra ngoài này. Ở bên xưởng sơn thì hiện tại là nhà em về nhiều xe, những cái xe sơn tỉa bên đấy đang quá tải, chính vì thế con này chưa đến lượt. À, chiếc xe này là bản Comfort, sản xuất năm 2021, tức là những phiên bản nhập Thái. Con này thì chạy được 26.000 km. Giá chào bán của em bây giờ đối với chiếc xe này là 540 triệu đồng. MGZS thì nhà em có khá nhiều. Ở bên trong thì cũng có mấy chiếc xe MGZS nữa. Một số thì đã khách hàng cọc và chuyển lên trên kho, kho chặt rồi nên hai con HS vẫn đang để tại vị trí dưới này. Đây, bắt đầu lại tiếp tục sang đến bên này. Bên này thì em có, đây, em sẽ giới thiệu về mấy cái chiếc xe bán tải trước này. Bán tải thì Mitsubishi Triton bây giờ hiện tại là đang có 3 con, một hàng luôn. Đây, dọc từ đây vào đến trong kia. Con màu bạc kia là, con màu bạc là đời 2019 chị nhờ. À, màu bạc là số tự động đời 2019, tức là bản đủ 2 cầu. Còn cái chiếc này là bản Bay 2019. 2019 nhưng những chiếc xe này thì đã được lên form mới rồi. Con này thì chạy trên, con này hình như là loanh quanh khoảng trên 3 vạn km này. Đó, con này đã lên một cái thùng nắp thấp này, nội thất ở bên trong thì rất là đẹp. Chiếc này là bản Bay, bản Bay tức là bản tiêu chuẩn các bác nhé. Màu cam là màu ngoại thất ăn điểm nhất của dòng xe Mitsubishi Triton này. 4 quả lốp theo xe này nhìn còn khá là dày dặn, các cái chi tiết nội thất bên trong xe thì cực kỳ mới, rất là mới và rất là đẹp. À, chiếc xe này đang được chào bán tại salon Tô Hồng Bách, giá bao nhiêu tiền chị Anh? Con này chào bán là bao tiền? 595 triệu cho cái sản phẩm này. Đấy là giá mong muốn, còn bác nào mà quan tâm hay là thiện chí thì cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn này. Nhà em thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Nhà em bán xe lướt nên tất cả những cái mẫu xe đang được chào bán tại salon Tô Hồng Bách đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng các bác nhé. Con này nội thất đẹp thật, lịch nhắc thay dầu vẫn còn nằm ở tại vị trí trên này. Xe rất là mới, xe 2019 nhưng không phải là một cái chiếc xe đi nhiều. Con này thì có màn hình rồi, màn hình này chắc là lắp thêm, bởi vì cái bản tiêu chuẩn bản Bay này đi theo xe thì hoàn toàn không có màn hình. 595 triệu cho chiếc xe màu cam này các bạn. Ngoại thất màu cam phải nói là đẹp xuất sắc. Còn ở bên dưới này thì em có một chiếc xe, nó là xe số tự động 2 cầu màu bạc. Chị đi sang bên này thì chị sẽ quay được này. Đấy, đây, con này là con Mitsubishi Triton. Con này là số tự động 2 cầu, tức là bản đủ này. Con này thì chưa có nắp thùng. Số km là 5. Con này thì có một cái điểm rất là hay, tức là cái ghế phụ và cái ghế sau mới tinh 100%, tức là không sử dụng tới bao giờ. Gần như là chiếc xe này chỉ có đi một người lái thôi. Tức là bên ghế lái thì nó có những cái điểm, ví dụ chẳng hạn như là nó bị nhăn thì nó có coi như là có người dùng. Tức là 5 vạn km cái ghế như thế nó hoàn toàn bình thường. Nói chung là nội thất của em này thì đẹp xuất sắc. Cái ghế phụ mới lại cái băng ghế sau thì gần như là mới cứng, nguyên phấn. Còn tất cả các chi tiết nội thất của xe thì mới và đẹp rực rỡ. Chiếc xe này thì còn nhiều chi tiết chưa bóc ni lông. Giá chào bán của salon Tô Hồng Bách đối với lại cái sản phẩm này, con này là 700 mấy chị nhỉ? 720. Con này là 720 triệu đồng các bác nhé. Số tự động 2 cầu, bản đủ, sản xuất năm 2019. Đấy, 720 triệu đồng. Còn ở phía sau cùng em có một chiếc xe Mitsubishi Triton mới xuất sắc và mới rực rỡ. Màu thì rất là đẹp. Con này cũng chưa có nắp thùng. Con này thì đi mấy vạn là chị nhỉ? À, con này khách cọc rồi đúng không? À, con này đã có cọc rồi, xin lỗi các bác. Con này 2021 màu trắng này, xe này đã có cọc rồi. Nhà em còn một con màu đen nữa cơ. Con màu đen vừa mới về sáng ngày hôm nay. Con đấy thì vừa về xong, khách hàng cũng nói chung là xem và chốt rồi. Đến đây thực ra là xem con xe màu cam, nhưng mà xong cuối cùng lại hợp màu đen và đã chốt xe màu đen rồi. Xe đó thì đang mang đi dọn để ngày kia khách hàng lấy. Sáng nay vừa mới về xong thì đã lấy rồi. Ở đây thì em có Colorado. Đây, chuyển sang cái dàn Colorado. Colorado hiện tại thì còn nhiều phết, còn chưa mang về đây hết đấy các bạn. Colorado thì có cả bản LTZ số sàn 2 cầu, nhưng sáng nay cũng đã nhận cọc của khách hàng Tiền Giang. Con đấy thì nhận cọc cũng khá là nhanh, xe đang mang đi dọn thì khách hàng đã cọc rồi.
Còn ở bên này, đây là con LTZ cũng sản xuất năm 2018 nhưng nó là số tự động. Chiếc xe này thì không có nắp thùng, hình như là chạy loanh quanh được khoảng trên 5 vạn km. Giá chào bán của chiếc xe này như nào hả chị? 595 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Thực ra là nhà em cũng có rất là nhiều xe, nên có xe em nhớ và có xe em không. Xe nào em không nhớ thì em lại phải hỏi lại. Còn phía trước này là một chiếc xe 2019. Con này là bản LTZ, đã có thanh thể thao. Màu này là màu xám. Giá chào bán của salon Tùng Bách đối lại sản phẩm này là 635 triệu đồng. 2019 thì nhà em bán là 635. Nhà em thì còn một chiếc xe 2018 nữa, cũng cùng màu như này, cũng có nắp thùng. À không, con đấy là thùng nắp thấp. Đấy, màu y chang như này luôn. Giá chào bán của 2018 thì đồng giá với lại chiếc xe đằng sau, tức là 595 triệu đồng. Nhà em cứ cùng phiên bản này, cùng giá này thì cùng mức giá, à cùng phiên bản, cùng năm sản xuất là cùng mức giá bán. Bởi vì cái chất lượng xe của nó thì kiểm tra các chất lượng đầu vào thì toàn những chiếc xe nó gọi là đẹp đều và không lỗi. Nói chung là nó tương đồng với nhau. Sang đến đây thì em lại nói về chiếc xe này. Hôm trước thì salon Tô Hồng Bách, nếu mà các bác nào hay theo dõi clip của em ấy, thì nhà em có rất là nhiều những chiếc xe VinFast E34. Phải xem nào, nếu mà có một trong vòng 2 tuần thì em mua được khoảng là 7 chiếc. Thì có rất là nhiều những chiếc xanh này, xanh với lại đen, đen là có 2 xe. Xanh này, riêng con xanh này về là phải đến 4 xe. Xong sau đó thì có một con xe đỏ nữa. Hiện tại thì bây giờ chỉ còn duy nhất một con xe xanh này nữa thôi. Mấy hôm nay dạo này thì lại không mua được cái dòng xe này nữa, lại không thấy ai bán ra. Cái dòng này thì nó chỉ xuất hiện từ năm 2022, tức là nó chỉ có xe 2022 thôi. Con này thì đi 12.000 km rồi, nó là VinFast E34. Chiếc xe này thì đang được chào bán cái mức giá cũng khá là hợp lý tại salon Tô Hồng Bách. Hiện tại thì bây giờ ngoài hãng, ngoài đại lý này vẫn là những hợp đồng ký chờ, chứ các bác hoàn toàn là chưa có xe giao. Chính vì thế này, nếu mà các bác muốn sở hữu ngay một chiếc xe điện của VinFast thì các bác có thể qua salon Tùng Bách, cũng có thể là được, thứ nhất là được nhận xe ngay và thứ hai sẽ được tiết kiệm hơn rất là nhiều tiền so với các bác mua mới. Chiếc xe này thì bây giờ em sẽ chào bán cho các bác là bao nhiêu tiền nhỉ? Bao tiền chị nhỉ? Con này thì bây giờ em sẽ chào bán cho các bác là 535 triệu đồng. Đấy là giá chào bán, giá mong muốn của các bác nhé. Còn bác nào mà thiện chí thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ghi trên màn hình. Cũng có thể này, bác nào mà thiện chí mà trao đổi với em thì em sẽ đưa ra một cái mức giá cho các bác. Nói chung là coi như là một cái mức giá đầu tư hay là một cái mức giá trải nghiệm hợp lý nhất cho cái mẫu VinFast E34 này. Bây giờ hiện tại là em chỉ còn duy nhất một xe thôi. Xe này thì đi 12.000 km. Nói chung là không có bất cứ một cái điểm gì để chê trên cái mẫu xe này cả. Cái dòng xe điện của VinFast này thì chi phí của nó cực kỳ là tiết kiệm các bạn. Mỗi một lần sạc nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hình như là cái hợp đồng thuê pin của con này là đang 600.000 một tháng. Giá chào bán là cái giá mong muốn 535 triệu đồng. Tiếp tục thì quay sang đây, một chiếc xe sedan hạng B lại lạc lõng sang cái vị trí bên này. À không, còn một con xe bán tải nữa ở vị trí dưới cùng kia. Con kia là con Nissan Navara RL, tức là số tự động một cầu, sản xuất năm 2019. Nhà em thì đang có hai con Navara các bác nhé. Một con màu bạc 2018 và một con màu xanh 2019. Tức là Nissan Navara hiện tại là đang có hai xe. Một xe là đang để trên kho. Tại vì nếu mà bán tải cho xuống vị trí dưới này thì nó rất là tốn diện tích, nó chật. Đây, con xanh này 2019 này. Giá chào bán của con xanh này là trên 500. Con này là 500 mấy hả chị ơi? 595 triệu đồng, số tự động một cầu, đi 4 vạn km, sản xuất năm 2019. Bên cạnh cái chiếc xe Nissan Navara này thì em lại có một chiếc xe. Con này là một con xe Trung Quốc, một con xe tàu. Tàu luôn các bạn. Xe tàu. Đây, xe tàu. Con này là con xe Bayce Q7 bản full, sản xuất năm 2019. Con này chạy 4 vạn 9.000 km. Hiện tại nó đang được mang một cái màu ngoại thất là màu xám titan. Màu này thì trông khá khỏe. Bản này là bản đủ, bản này sẽ được trang bị cốp điện này, cảnh báo trạch làn đường này và camera 360. Chiếc xe này thì đang được chào bán tại salon Tô Hồng Bách với cái mức giá là trên 400. Em sẽ chào bán cho các bác chiếc xe này là 440 triệu đồng. Đó, nhà em thì có hai con xe Q7, một con đen biển Hà Nội và một con xe này biển tỉnh. Thì con đen sáng ngày hôm nay đã nhận cọc rồi. Con đen thì không còn ở cái vị trí này nữa mà đã chuyển đi lên trên kho. Đấy, thế là hết ở cái vị trí này. Hai con xe này thì đã nhận cọc rồi, ngày mai con này ra tên này. Con này thì bán Thái Nguyên này, còn cái con đỏ này thì bán ngày hôm qua nhận cọc của khách hàng Hà Nội này. HS nhà em bán rất là nhanh các bạn. Có khi những cái đơn vị khác lấy về này để cũng rất là lâu, không bán được thì em mua lại về em lại bán được ngay. Bởi vì nhà em là có cái tập khách hàng của những chiếc xe MG này rồi. Các bác ở các tỉnh cũng quan tâm và ủng hộ cũng rất là nhiều. Nhà em thì đa số là những chiếc xe MG này bán ở cái thị trường khác là nhiều hơn so với lại Thái Nguyên. Thái Nguyên thì bán ZS là tốt. Đây, ở bên này thì lạc lõng một chiếc xe sedan
hạng B. Con này là Nissan Almera với một cái thiết kế hoàn toàn mới. Đây là chị của Nissan Sunny. Sunny thì xấu bao nhiêu thì Almera lại đẹp bấy nhiêu. Thật sự với các bác này, Sunny thì thiết kế cực kỳ xấu, trông rất là già, nhưng mà chiếc xe này thì nó lại hướng về giới trẻ, mang một cái phong cách thể thao và trẻ trung hơn. Và cái tiện nghi của nó cũng nhiều hơn so với các chiếc xe cùng phân khúc. Ví dụ chẳng hạn như nó được trang bị camera 360 đi theo xe, vô lăng đế cắp thể thao, nút ấn khởi động này, chìa khóa thông minh này, xong là có cảnh báo vượt trên gương này, xong là có radar ở phía sau này, phát hiện chướng ngại vật khi lùi xe này. Em xem là còn cái gì nữa không. Con này thì đi 1,7 vạn. Bản này là bản VL các bác nhé. Bản VL tức là bản đủ. Nó có hai bản. Một bản là bản thiếu, gọi là bản tiêu chuẩn. Còn cái bản đủ là bản VL, là cái bản này. Bản này thì mua mới tại ngoài đại lý nó rơi vào khoảng 650 trong cái thời điểm hiện tại, nếu mà xe 2022. Còn nếu mà thời điểm 2021 như con xe này thì bác chủ phải bỏ ra khoảng 630 triệu để lăn bánh. Bây giờ các bác chỉ phải bỏ ra có loanh quanh trên 500 triệu thôi. Con này thì em sẽ chào bán cho các bác là 540 triệu. Đấy là cái giá mong muốn. Còn bác nào mà thiện chí cứ alo cho em theo số điện thoại ghim trên màn hình. Xe thì còn rất là mới và rất là đẹp. Mua con xe này về thì sẵn sử dụng hoàn toàn, không phải làm bất cứ một cái thứ gì. Động cơ 1.0 turbo. Nó mang lại cái mức tiêu hao nhiên liệu thì vô cùng là hợp lý. Con này nếu mà các bác chạy đường trường nó chỉ có loanh quanh trên 4 lít này. Còn nếu mà các bác đi hỗn hợp thì nó khoảng trên 5 lít 100 cây. Thực sự là cái chiếc xe này rất là phù hợp với lại bác nào mà kinh doanh. Con này thì nhìn rất là dài rộng, không ai bảo nó là một chiếc xe trong phân khúc hạng B, nhưng thực sự nó là một cái chiếc xe có chiều dài. Đây này, giống như một chiếc xe phân khúc hạng C, các bác nhìn xem. Rất là dài và rộng này. Ngoại thất thì cũng rất là đẹp. Nếu mà thanh niên thì về chỉ cần độ mỗi cái bộ mâm na răng là cái chiếc xe này ngoại thất của nó đẹp hết chỗ nói. Ở bên này, bên này thì em lại có hai chiếc xe Hyundai Kona. Một con Kona biển 43, nhưng nó về vào trước thời điểm mà trong Đà Nẵng vừa mới xảy ra lụt hay là ngập nước rồi các bác nhé. Vừa rồi thì cách đây khoảng vài ngày ở trong Đà Nẵng này, nước dâng nhanh, nước sông dâng nhanh nên người dân không kịp trở tay, cũng có khá nhiều xe bị ngập nước, ngập sàn hay là ngập tới nóc thì cũng có, bởi vì em thấy truyền thông đưa lên hoặc là Facebook mọi người chụp lên có những cái đoạn đường mà giày dít những cái chiếc xe mà nó bị nước nó dâng lên xong là nó nổi, nó hất, nó va vào nhau. Đấy, nói chung cũng rất là nhiều, nên bây giờ hiện tại là nhà em đang không dừng những nhập những cái xe mà có biển số ở tại Đà Nẵng, bởi vì cũng không biết phân biệt như thế nào, bởi vì những chiếc xe mà nó bị ngập sàn ấy mà đã được xử lý qua rồi thì xem rất là khó. Đây, con này thì về từ trước cái giai đoạn ngập rồi. Con này là đời 2021, bản tiêu chuẩn, chạy được 1,6 vạn km. Chiếc xe này thì đang được chào bán mức giá là trên 600, giá chào bán là giá mong muốn thôi, 610 triệu đồng. Con này bản tiêu chuẩn nhưng mà đẹp như mới các bác nhá, sản xuất năm 2021. Đây là những chiếc xe cuối cùng của Hyundai Kona, còn đến đầu năm 2022 thì Hyundai Kona không còn nữa, thay vào đó là cái mẫu xe Creta. Hyundai Kona này thì bây giờ hiện tại nó cũng rất là phù hợp trong cái khoảng giá loanh quanh 600 triệu đồng. Ở bên tay trái em đây, con này là con màu nâu, con này bản đặc biệt này, bản 2.0 ATH, sản xuất năm 2020, chạy 2 vạn km. Về chất của hai con xe này thì nó cũng tương đồng với nhau, xe nào cũng đẹp. Con này 1,6 vạn, con này 2 vạn này, 2 vạn full lịch sử bảo dưỡng hãng này. Nội thất thì còn nhiều chi tiết cho bóc ni lông, mở ra thì vô lăng và tất cả các chi tiết da nguyên phấn, nói chung cực kỳ đẹp. Con này thì em đang chào bán thôi các bác nhé, chào bán là loanh quanh trên 600 triệu đồng, giá mong muốn là 635 triệu đồng cho cái sản phẩm này. Cũng có thể là thấp hơn em cũng bán, bởi vì cái con xe này thì nó về salon Tôm Bách được một thời gian rồi, nó được khoảng 2 tháng rồi. Bây giờ thì các bác coi như là mong muốn mua với giá nào, nói chung là không phải là cái giá quá rẻ thì em sẽ để cho các bác. Tiền gốc này cộng với lại cái tiền coi như là vận chuyển xe đi lại lấy xe này, cộng với tiền dọn dẹp và tiền hồ sơ là em có thể bán ra được chiếc xe kia. Nhưng mà nếu mà lỗ thì chắc chắn là không bán rồi, bởi vì em để cho người dùng tiếp cận được cái giá đầu tư, tức là giá thợ. Chứ còn nhiều bác lại còn muốn mua rẻ hơn giá thợ. Như hôm trước em lên clip về chiếc xe này, có bác giải em 520, 530 hay 590 hay 600, nghe có vẻ nó buồn cười. Nếu mà 600 bây giờ em chỉ cần gọi là mở bán với cái giá 600 triệu ấy thì không đến lượt các bác, mà có thể là thợ người ta cũng có thể mua được cái giá đấy. Đấy, với một chiếc xe đẹp như này thì không bao giờ mua được rẻ đâu các bác. Nên nhiều bác cứ tưởng là bây giờ kinh doanh hay buôn ô tô này là phải lãi được khoảng 4 hay 50 triệu đồng, cái điều đó hoàn toàn không có. Trên những cái mẫu xe lướt đời cao này cũng chỉ được khoảng 15-20 triệu đồng nếu mà thành công. Miễn là làm sao cái xe nó thanh khoản nhanh là được. Bên này thì em chỉ còn, bây giờ chỉ còn hai chiếc xe cuối cùng để giới thiệu cho các bác thôi. Đấy, hai con này là hai con MGZS, con kia thì khách hàng cọc rồi. Con này là bản Luxury, sản xuất năm 2020, con này nhập chung, con này gọi là nhập tàu. Còn ở bên này thì em có một chiếc 2021 bản STD,
Bản này là bản thấp nhất này các bác này. Bản này là bản tiêu chuẩn nhưng mà lại nhập Thái. Về cái mức giá của hai chiếc xe này, con này bản Luxury nhập Trung thì em đang chào bán là 530 triệu đồng. Còn STD nhập Thái thì em đang chào bán là 515 triệu đồng. Về cái mức giá thực ra là nó cũng tương đồng, không hơn kém nhau là bao nhiêu. Nhưng cái được và cái không được, tức là cái hơn và cái kém giữa hai chiếc xe này. Thằng này thì bố mẹ nó là Thái Lan, còn thằng này là bố mẹ nó là Trung Quốc. Đấy, người Việt Nam thì rất là chuộng đồ Thái này, kể cả từ những cái mặt hàng tiêu dùng. Nó giống như kiểu là con nhà gia giáo ấy, nên các bác sẽ thích những cái chiếc xe mà xuất xứ từ Thái Lan hơn. Đấy, cho con lấy vợ lấy chồng thì thường thường là muốn gả con vào những cái nhà gia giáo, công nhận là các bác. Còn riêng những cái gì mà nó liên quan hay dính líu tới Trung Quốc hay là tàu này thì thường thường nó bị kỳ thị. Đấy, nó giống như kiểu là con nhà đấy, nói chung là bố mẹ có vết hay là có cái gì đó, nó chẳng hạn, đại loại là như thế. Ý em nói là như vậy. Nhưng mà cái chiếc xe này, nếu mà các bác bỏ qua cái định kiến về xe Trung Quốc, các bác sẽ nhận lại được những cái gì? Thứ nhất là cái tầm tiền các bác bỏ ra nó chỉ bằng cái chiếc xe bản thấp nhất này thôi, của nhập Thái thôi. Nó sẽ mang lại cho các bác một cái cửa sổ trời toàn cảnh, đấy là cái nó hơn ở cái xe này. Đấy, thứ hai là cái xe này nó sẽ hơn tiếp là ở hệ thống an toàn. Đấy là cái an toàn của xe các bác nhé. Đi xe thì không ai mong muốn xảy ra những cái va chạm ở trên đường, nhưng các bác ở trên những chiếc xe an toàn thì bao giờ nó cũng bảo vệ tốt cho các bác và gia đình hơn. Con này thì nó được trang bị 6 túi khí. Chiếc xe này nó chỉ được trang bị 2 túi khí thôi, chỉ có duy nhất 2 túi khí thôi. Hơn nữa là cái chiếc xe này nó được trang bị hệ thống âm thanh đủ loa. Âm thanh đủ loa tức là cánh sau của nó cũng có hai cái loa, còn ở bên này thì cái chiếc xe này hoàn toàn không có cái loa ở đây, mà nó chỉ có 4 loa tại cái vị trí trước thôi. Còn bác nào mà mua về thì vẫn phải độ thêm thì nó mới có đủ loa. Ở phía trước này, đập vào mắt thì các bác sẽ thấy điểm khác biệt rồi. Một chiếc thì không có đèn gầm, con này thì hoàn toàn không có đèn gầm. Còn ở bên này thì nó có đèn gầm. Đó. Mặt ca lăng của con này thì giống Mazda đời mới, còn mặt ca lăng của con này thì giống CX-5 đời cũ. Đấy, nó cứ la la nhăng nhác những cái hãng đấy. Đèn pha thì nói chung là không nhận xét, bởi vì mỗi con đẹp một kiểu. Có bác thì thấy cái chiếc xe này đẹp, còn có bác này thấy chiếc xe này đẹp, cái đèn pha của chiếc xe này đẹp. Cái con xe này, mấy con xe này thì con xe này sẽ hơn con xe này ở cái gì? Hơn ở cái bố mẹ này, hơn ở cái bố mẹ của nó là Thái Lan. Và thứ hai là nó hơn ở cái đấy là cái phanh điện tử và tự động giữ phanh. Còn ở trên phiên bản xe nhập Trung thì nó chỉ là phanh cơ. Còn hộp số thì thằng này là hộp số tự động 4 cấp này, còn thằng này là hộp số CVT giả lập 8 cấp, chung động cơ nhưng mà khác hộp số, nên cái con xe này này nó chuyển số, nó sang số, tăng giảm số nó sẽ mượt và êm hơn, gần như chúng ta không cảm nhận được. Nhưng mà nó sẽ có độ trễ khi các bác đạp ga, tức là cái cảm giác là cái nước ga đầu tiên của nó sẽ yếu và ì đấy. Còn trên cái hộp số tự động 4 cấp ở cái động cơ 1.5 của con xe này nó sẽ vọt hơn, nhưng mà mỗi lần nó chuyển qua một cấp số mới thì nó sẽ có một cái độ giật rất là nhẹ nhẹ thôi, cảm nhận được, tức là chúng ta cảm nhận được nó chuyển số chứ nó không êm như cái chiếc xe này, nhưng mà đi nó sẽ bốc hơn. Bác nào thích bốc ấy thì lấy con này. Đấy. Bác nào mà thích êm thì lấy con này. Còn về cái tiêu chí để đánh giá về cái khả năng an toàn, tức là cái chiếc xe này thì nó được đánh giá để đưa đi bán ở cái thị trường châu Âu. Con này là NCAP 3 sao. Tức là cái thị trường đấy thì nó cực kỳ là khắt khe về cái tiêu chí bảo vệ con người. Không biết là xe có đi sướng hay không, nhưng muốn được đưa vào bán ở những cái thị trường đấy thì phải đưa qua kiểm tra và đánh giá xem nó bảo vệ tới đâu. Thì cái con xe này nó được đánh giá để đưa vào cái thị trường đấy bán, nó là NCAP 3 sao, còn HS là NCAP 5 sao. Còn trên cái chiếc xe này thì nó cũng chỉ được đánh giá là 3 sao của Đông Nam Á thôi, chưa được đi bán ở những cái thị trường lớn. Con xe này này các bác này, nhưng mà bố mẹ nó chắc là bố mẹ nó giáo viên, bố mẹ nó gọi là con nhà gia giáo, thế nên là nó được chuộng hơn. Chiếc xe ngoài kia thì lúc em giới thiệu rồi. Thế vậy bây giờ những chiếc xe ở đây thì em xem nào, vừa mới giới thiệu qua một lượt rồi chắc cũng không sót một con nào nữa rồi. À, còn con Cerato kia tí nữa sót, với lại một con xe Forerunner. Em có con XLS vừa mới về xong các bạn. Nhà em thì vừa mới về một con xe Forerunner XLS số tự động một cầu, sản xuất năm 2020. Con đấy màu trắng đi được mấy vạn rồi mày ơi? Đi 4 vạn km, giá chào bán là bao nhiêu tiền đấy? Giá chào bán 645 triệu đồng. Con đấy thì bố mẹ nó lại cũng giống như kiểu là cái xe ZS kia các bác kìa, con nhà gia giáo. Bây giờ cứ xe nhập Thái em gọi nó con nhà gia giáo. Còn xe nhập tàu thì chắc bố mẹ nó mafia. Mafia nhiều tiền. Đây. Ở đây thì em có một chiếc xe Cerato sản xuất năm 2021, động cơ 2.0 phiên bản premium, tức là phiên bản cao nhất của cái dòng xe này. Con này thì được hỗ trợ con này nó có camera này, camera ở tại vị trí này, tức là hỗ trợ cho cái sườn xe bên này để giúp các bác lái xe an toàn hơn. Không phải là cam 360 mà nó là cam cặp lề thôi. Chiếc xe này thì đang được chào bán mức giá là bao tiền chị anh ơi?
645 triệu đồng, xe thì đi 1 vạn 3.000 km, màu ngoại thất này thì cực kỳ là nổi bật các bác nhá. Cái màu này thì nữ cũng đi được, mà nam đi được, trẻ cũng đi được, già cũng đi được. Xe 1 vạn 3 thì không có điểm gì đáng bàn. Thứ nhất là 4 cột lốp theo xe như mới, sơn zin thì còn khoảng 90%. Đấy, mạnh mồm như thế. À, chị vào đây chị quay qua cái nội thất để cho mọi người cùng được xem. À, kênh của em thì dạo này cái lượt view cũng tăng lên đáng kể. Nói chung là các bác xem nhiều hơn và ủng hộ nhiều hơn, nhưng mà các bác vẫn lười like lắm. Các bác vẫn không chịu like và chia sẻ cho em gì cả. Hôm nay thì em lại đi xin like. Các bác mà đang xem video đến cái giờ phút này thì xin cho em một like này. Hoặc là bác nào mà có tiện tay thì bình luận cho em một cái và cho em một lượt chia sẻ để cho mọi người, nói chung là lan tỏa được cái sức truyền thông của Salon Tô Hồng Bách đến với lại mọi người, để mọi người có thể lựa chọn được những chiếc xe đẹp ở tại Salon Tô Hồng Bách. Các bác mà đang xem video đến tại giờ phút này thì xin cho em một like các bác nhé. Lần sau em sẽ kêu gọi like từ ngay những giây phút đầu tiên, nhưng vừa rồi em quên, đến tận hết video thì em bắt đầu xin like. Các bác phải like cho em tầm, nói chung là 1.000 view thì ít ra cũng phải có 100 like. Đây có khi 1.000 view mà em thấy em được có 10 like, 20 like, thực ra nó rất là buồn. À, vừa rồi thì em đã tổng hợp tất cả những sản phẩm mà đang được chào bán tại Salon Tô Hồng Bách, vừa đi báo giá vừa đi tư vấn cho các bác. Bây giờ thì em sẽ kết thúc clip này tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.